Hello, bạn này là video Yusu, ok em ơi. Đây sao ơi, cần danh phát. À, ờ, Trung ơi, chú ba dùng gì cho bạn bác? Thế hôm nay xong chưa, xong việc chưa? Hôm nay được việc chưa? Ừ. Chú ơi, chúng ta chung lời cho chú cái nắp bình dầu cái. 3 năm rưỡi đúng không anh nhỉ? Đúng rồi em ơi, mấy hôm trước thì giờ vừa đi thăm đi thăm Giàng Sơn, bạn lên thăm chưa nào chưa? Chưa, mai tôi mới lên. Chung lời với bạn ý, ơ, ok bạn. Mai tôi lên thăm. Ừ. 300 á. Ừ, rồi, bà chạy đi, còn thì alo nhá. Con này là con này Hilo mà. Thay bình dầu. À, thay bình dầu rồi, về nhá không nhá. Anh bảo sao anh đấy. Ai bạn đem sai cái lắp bình dầu. Dầu Hilo em cứ tưởng là bình dầu Isu. Ai trai. Không, hai chấu mà. Con này của em hai chấu đúng không? Đúng rồi, em đang khóa em mở ra. Hôm bữa tao đổ dầu chứ mình quên nó rơi mẹ đi. Chung quay quá mà nó nhẹ em ạ. À. Ok. Em 350 đấy anh ạ. 350 đấy anh. 350. Con này là xe Hilo. Em ơi, tại sao xe Hilo lại chế bình dầu của xe Isuzu anh nhỉ? Bình dầu của xe Hilo nó bị thủng. 350, 350. Đấy đúng rồi. Đây đùa em ạ, đùa. 350 gì nhá. Thank you em. À thủng trong thay đúng không? Chứ không phải là to hơn đúng không? Ok em trai. Đấy, em trai làm mốt nha. Anh em nhớ qua ủng hộ mình nhá. Mới đầu thì bạn ấy có điện cho mình ấy thì bạn bảo là lắp bình dầu Isu, mình cũng ngạc nhiên. À hóa ra của bạn ấy là xe Hilo chế bình dầu Isu. Anh em qua số nhà 110 ủng hộ mình nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều luôn.